Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà 4 và 20 gần ngay chợ Hưng Long. Cách chợ Hưng Long chỉ có 500m thôi và mình có thể là đi xe máy ra tới chợ chỉ có 5 phút thôi. Đi bộ thì 8 phút nha cô chú anh chị ha. Đi bộ thôi chứ đừng có chạy bộ mệt lắm cô chú anh chị ha. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 4 và 20m, kết cấu là một chụp một lầu mái thái rất là đẹp luôn. Với mức giá rất là tuyệt vời, chỉ có là 1 tỷ 6 thôi cô chú anh chị ơi, còn thương lượng mạnh luôn. Và ở đây thì mình vay được ngân hàng là 50 đến 70% giá trị nhà. Căn nhà này ở hướng Nam thuộc về Đông Tứ Mệnh cho gia đình mình. Và căn nhà với một cái thiết kế, một cái tông màu rất là nhẹ nhàng luôn. Ở ngoài trước thì mình có được một cái hàng rào đó, về mình phát hoang cỏ, mình có thể trồng rau ở bên đây, rất là tiện luôn. Thì đường vào trước nhà đây là đường 4m và vào bên trong đây thì có một cái đường nhỏ thôi cô chú anh chị, nhưng mà rất là hợp lý để cho gia đình mình có được một căn nhà khoảng 1 tỷ 6 thôi cô chú anh chị, là quá là đẹp luôn đó. Và ở đây thì mặt dựng của căn nhà đây là bên Tâm là ốp gạch hết cho gia đình mình rồi, vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý luôn. Và với mức giá 1 tỷ 6 cô chú anh chị mình vay ngân hàng nữa thì là ok quá luôn đó. Thì căn nhà này với công năng sử dụng là sân trước của mình là 5m, sân sau của mình cũng là 5m luôn. Phòng khách, phòng bếp có một cái có hai phòng ngủ và một phòng thờ và hai nhà vệ sinh. Và cái phần sân sau đó nếu cô chú anh chị mình có người lớn tuổi mình có thể làm ra làm một cái phòng ngủ bên dưới, có nhà vệ sinh khép kín bên trong luôn thì rất là tiện ha. Rồi vào bên trong đây thì có được là không gian của phòng khách này rất là rộng rãi luôn, để Tâm mở đèn lên cho cô chú anh chị thấy ha. Đó, và được ốp gạch lên tới 1,5m hết cho gia đình mình luôn rồi, rất là cao luôn nha cô chú anh chị. Đó, hệ thống điện đài, những cái đèn trang trí luôn đó, đèn led, đèn lon đầy đủ hết cho gia đình mình. Và ở đây thì bên Tâm cũng có gạch ốp rất là đẹp, rất là sang cho gia đình mình ha. Đó, vào đây thì không gian của bếp với hệ thống tủ bếp bằng gỗ son đào cực kỳ là sang đó, và ô chữ L luôn nha cô chú chị. Ở bên dưới thì cũng có là cửa bếp luôn, mặt bếp bằng đá hoa cương, đầy đủ hết cho gia đình mình ha cô chú chị. Ở đây thì có một cái hầm để cô chú anh chị mình để vàng giấu tiền ở trong mà giấu đừng có báo Tâm biết nha. Ở đây là bồn inox 304 và inox đây là loại xịn luôn cô chú chị, mình để lâu ngày mình không có bị xét theo thời gian ha. Rồi đây là không gian của phần sân sau. Về cô chú anh chị mình muốn mình làm thêm một cái phòng ngủ ở đây được đầy đủ luôn. Bên Tâm là làm sắt 16 hết cho gia đình mình ha. Tường đà móng cột riêng biệt và mua căn nhà tặng luôn cây trứng cá. Tặng luôn cây trứng cá, có trứng cá sử dụng đầy đủ hết nha cô chú anh chị ha. Và ở đây thì mình làm một cái phòng rất là mát, rất chi là mát luôn. Rồi có được là một cái nhà vệ sinh bên trong. Bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen đầy đủ hết cho gia đình mình luôn, không thiếu thứ gì. Chỉ thiếu cô chú anh chị mình về thôi. Và hệ thống cửa bên Tâm làm là cửa nhôm sinh pha kiến cường lực. Và tác dụng của cửa nhôm sinh pha kiến cường lực đây là giúp cho gia đình mình không bị khói bụi con trùng nè. Đó, căn nhà của mình là không bị khói bụi con trùng và tiếng ồn rất là tốt luôn cho gia đình mình ha. Rồi ở đây thì có bậc tam cấp để mình có thể để những cái chậu cây, chậu hoa để cho gia đình mình có được một cái nguồn sinh khí, có được một cái mảng xanh trong gia đình mình. Rồi bậc cầu thang bằng đá hoa cương với một cái màu rất là dễ thương luôn, màu đá hoa cương bông. Và ở đây thì kiến cường lực đây dày đến 8 ly, tay vịn bằng gỗ căm xe cho gia đình mình. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Và ở đây á thì gần chợ, trường học, trường cấp 1, cấp 2 chỉ có 5 phút thôi, và trường cấp 3 thì là 10 phút. Cô chú anh chị mình nếu mà có con em mình học đại học á thì ra tới là trường đại học kinh tế, trường đại học văn hiến, trường đại học public thì tầm khoảng đâu đó là 15 phút thôi, rất là tiện luôn. Và mỗi một tầng như vậy thì đây là căn góc, mình có cửa sổ đây, thoáng mát luôn cho gia đình mình luôn nha cô chú anh chị, vừa thoáng vừa mát luôn, cực kỳ là thoáng mát luôn. Rồi ở đây là phòng ngủ gia đình mình ơi, phòng ngủ thứ hai dành đến cho gia đình mình, có được là một cái nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ luôn. Đó, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo và tất cả đều được ốp gạch lên tới trần luôn. Có hệ thống cửa thông gió và đây là cửa sổ luôn nha. Đó, đằng sau thì nhà cửa rất là đông luôn. Đó, nhà cửa đông vui. Đầy đủ hết cho gia đình mình, không thiếu thứ chi. Và đây thì hệ thống cửa. Và với một cái căn nhà chỉ có 1 tỷ 6 thôi, bảo hành cho cô chú anh chị 12 tháng luôn thì là ok, con gà đen. Rồi đây là không gian của phòng ngủ thứ hai cho gia đình mình.
Đó, phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba luôn ha. Nếu mà mình tận dụng ở bên dưới mình làm một cái phòng ngủ nữa thì đây là phòng ngủ thứ ba, đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Có hệ thống đèn led, đèn lon và đèn ngủ luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có được cái ban công ra bên ngoài, gió rất là mát luôn, gió cực kỳ là mát luôn. Và khi mà ra đây á, thì bên đây đang có tổ chức tiệc thì mình mới nghe tiếng. Mình vào bên trong thì không nghe tiếng á cô chú anh chị. Đây Tâm đóng cửa lại là không nghe tiếng, chỉ nghe tiếng Tâm và tiếng thở không khí. Thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương Lộ 11 từ chợ Hưng Long. Gia đình mình di chuyển vào bên trong nhà chỉ có 500m thôi. Và xung quanh đây thì có chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế đầy đủ luôn. Và căn nhà này là ở trong khu dân cư hiện hữu đông đúc luôn. Có đường cống thoát nước đầy đủ ha. Và căn nhà này á, là đường trước nhà đây là đường 3m, xe ô tô đậu ở bên ngoài và vào bên trong nhà. Thì căn nhà này với diện tích là ngang 4 và 20, kết cấu 1 trệt 1 lầu mái thái. Với công năng sử dụng là sân trước là 5m, sân sau, giếng chờ là 5m, phòng khách, phòng bếp, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và 1 phòng thờ rộng rãi cho gia đình mình luôn. Với hướng nhà là hướng nam thuộc về Đông Tứ Mệnh và mới mức giá chỉ có là 1,6 tỷ, còn thương lượng mạnh cho gia đình mình. Những ai thiện chí bên Tâm sẽ bán với mức giá rất là tốt cho gia đình mình luôn ha. Rồi thì tường đà ri cọc riêng và mình là căn gốc nên gia đình mình có một cái căn có đầy đủ cửa sổ, có một cái căn có đầy đủ ánh sáng, có một cái căn có đầy đủ gió luôn, quá hợp lý luôn. Và vay được ngân hàng là 800 triệu cô chú anh chị. Nếu nhanh tay hãy gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video hoặc là giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.